Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ, đến với môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách kết nối tri thức cuộc sống, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong tiết luyện viết đoạn ở tuần thứ hai. Chúng mình sẽ viết đoạn văn kể lại sự việc đã tham gia cùng người thân. Vậy thì để viết được một đoạn văn kể lại sự việc đã tham gia cùng người thân, chúng mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động đó là quan sát tranh, kể lại các hoạt động trong từng tranh. Bây giờ chúng mình có thể quan sát tranh ở trên màn hình cũng như tranh trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ có 4 bức tranh. Đầu tiên bức tranh số 1, bức tranh số 2, bức tranh số 3 và bức tranh số 4. Bây giờ chúng mình hãy quan sát tranh và kể lại các cái hoạt động trong từng tranh. Bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ nhé, sau đó chúng mình sẽ kể lại các hoạt động trong từng bức tranh. Nào, bây giờ thầy sẽ có bức tranh đầu tiên đúng không? Bây giờ chúng ta có thể quan sát bức tranh đầu tiên và cho thầy biết là các hoạt động trong bức tranh đầu tiên này thì có những hoạt động gì. Bây giờ chúng ta có thể quan sát bức tranh đầu tiên nhé. Vậy thì khi quan sát bức tranh đầu tiên chúng ta thấy là có bố này, mẹ này đúng không? Đang làm gì đấy các em? Đúng rồi, ở đây chúng ta thấy là mọi người đang đi đâu? Đúng rồi, lên tàu đúng không? Và chúng ta thấy là mọi người có mang là gì? Vali này, đúng không? Và ba lô. Vậy thì chúng ta có thể kể lại các hoạt động trong bức tranh số 1 này không? Và chúng mình sẽ kể như thế nào? Thì nhìn qua bức tranh số 1 này chúng ta có thể kể như sau đúng không? Đó là gì? Cả gia đình cùng nhau lên tàu, đúng không? Đây chúng mình thấy cả gia đình cùng nhau lên tàu. Mẹ thì như thế nào? Đúng rồi, mẹ thì dắt tay bé gái, còn bố thì như thế nào? Bố và bé trai thì kéo vali đựng đồ theo sau đúng không? Và ai cũng rất là hào hứng đúng không? Đây là bức tranh số 1. Vậy thì bây giờ chúng ta quan sát bức tranh số 2 và kể lại các hoạt động trong bức tranh số 2 nhé. Nhìn vào bức tranh số 2 thì chúng ta thấy mọi người đang ở đâu đấy các em? Đúng rồi, một người đang ở ngoài bãi biển đúng không? Và bố và bé trai thì đang làm gì? Đá bóng này đúng không? Và mẹ và bé gái thì đang làm gì? Đang xây lều đài cát đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ kể là hoạt động này như thế nào? Đúng rồi. Chúng ta có thể kể đó là đến bãi biển thì bố và bé trai cùng chơi đá bóng, mẹ và bé gái thì cùng nhau xây lều đài cát đúng không? Đây là hoạt động trong bức tranh số 2. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy kể lại các hoạt động trong bức tranh số 3 này nào. Trong bức tranh số 3 này thì chúng ta thấy là sau khi chơi ở trên bãi biển rồi, bãi cát rồi thì chúng mình thấy là cả gia đình thì xuống đi xuống biển đúng không? Và tắm biển và chơi chơi gì? Chơi chuyền bóng đúng không? Bạn trai và bạn gái chúng mình thấy là có gì? Có chiếc phao đúng không? Vậy thì để kể là hoạt động này chúng ta sẽ kể như thế nào? Đúng rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kể đó là gì? Sau đó cả gia đình cùng nhau chơi chuyền bóng trên biển đúng không? Hai anh em chưa biết bơi nên được dùng phao. Cả nhà ai cũng rất vui vẻ đúng không? Đây là hoạt động trong bức tranh số 3. Thì chúng ta thấy là sau khi mọi người chơi trên bãi cát thì chúng ta thấy là sau đó cả gia đình đã xuống xuống biển và chơi chuyền bóng. Hai anh em thì chưa biết bơi nên là được dùng phao đúng không? Và bây giờ chúng ta quan sát bức tranh cuối cùng, bức tranh số 4 và kể là hoạt động này cho thầy nhé. Thì bức tranh số 4 là bức tranh cuối cùng đúng không? Vậy thì chúng ta thấy mọi người đang làm gì? Và chúng mình có thể kể là hoạt động này được không? Chúng ta thấy là đây là mọi người đang đi dạo đúng không? Trên bãi biển đúng không? Bố thì như thế nào? Cõng bạn gái này và nắm tay bạn trai đúng không? Tiếp theo là mẹ dắt dắt bạn trai đúng không? Như vậy chúng ta thấy là sau đó là tắm bãi biển tắm biển xong rồi đúng không? Và cuối cùng là gì?
À, tối đến cả nhà lại cùng nhau đi dạo trên bờ biển đúng không? Bố cõng bé gái, bố và mẹ dắt tay bé trai đúng không? Mọi người cùng nhau ngắm trăng trên biển. Như vậy thì chúng ta đã kể lại các hoạt động trong bốn bức tranh. Chúng mình có thể xem lại một lần nữa. Đầu tiên chúng ta thấy là cả gia đình thì cùng nhau lên tàu, mẹ dắt tay bé gái, bố và bé trai kéo vali, đựng đồ theo sau, ai cũng rất là hào hứng. Đến bức tranh số 2 thì chúng ta thấy là mọi người đang đến một bãi biển đúng không? Bố và bé trai thì cùng chơi đá bóng, mẹ và bé gái cùng xây lâu đài cát. Còn bức tranh số 3 chúng ta thấy sau đó cả nhà cùng nhau chơi chuyền bóng trên biển. Hai anh em chưa biết bơi thì nên là được dùng phao. Cả nhà ai cũng rất vui. Còn bức tranh số 4 chúng mình thấy tối đến cả nhà lại cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Bố cõng bé gái, bố và mẹ dắt tay bé trai, mọi người cùng nhau ngắm trăng trên biển. Vậy là chúng mình đã kể lại các hoạt động trong từng bức tranh ở hoạt động 1. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là kể lại một hoạt động thì chúng ta sẽ kể như thế nào, và chúng ta sẽ kể lại một hoạt động chung của gia đình em. Vậy thì để kể lại một hoạt động chung của một gia đình thì chúng mình thường kể như thế nào sau khi kể lại các hoạt động ở hoạt động 1? Thì đầu tiên để kể lại một hoạt động đúng không, chúng ta thấy đầu tiên đó là gì? À đúng rồi, chúng mình sẽ phải là giới thiệu đúng không? Trong giới thiệu thì chúng ta cần phải có là gì? À đúng rồi, đó là thời gian đúng không? Thời gian nó là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, ngày giờ đúng không? Địa điểm thì chúng mình thấy như lúc nãy, chúng ta thấy là địa điểm đó là bãi biển đúng không? Có thể là địa điểm chúng ta có thể kể ra là địa điểm du lịch nhiều nơi đúng không? Bãi biển này, đồi núi này, các địa điểm du lịch nổi tiếng này. Người tham gia ở đây, người tham gia thì chúng ta có thể thấy là gia đình em hoặc là những người thân của gia đình em, vân vân. Đây là phần giới thiệu đúng không? Sau phần giới thiệu thì chúng ta sẽ đến với để kể lại hoạt động thì chúng ta sẽ đến với kể như thế nào với hoạt động tiếp theo. À đó là diễn biến đúng không? Sau phần giới thiệu chúng mình sẽ giới thiệu về thời gian, địa điểm, người tham gia thì chúng ta sẽ giới thiệu về chúng ta sẽ đến với phần diễn biến của các hoạt động đó đúng không? Ví dụ như lúc nãy trong các hoạt động ở hoạt động 1 chúng mình thấy là mọi người đi dạo trên biển này đúng không? Sau đó thì bạn trai và bố thì đá bóng này, bé và mẹ thì xây lâu đài cát này đúng không? Tức là chúng mình phải kể lại diễn biến từ đầu lúc đến cho đến khi cuối đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có là diễn biến thì chúng ta sẽ nói về việc đầu tiên khi đến nơi này đúng không? Và sau đó là việc tiếp theo, và chúng mình sẽ kể lại đó là việc cuối cùng. Như vậy chúng ta sẽ kể lại các cái diễn biến trong các cái hoạt động chúng mình đi chơi đúng không? Cuối cùng chúng ta sẽ nói lên là gì? Cảm nghĩ đúng không? Thì ở phần cảm nghĩ này chúng ta sẽ nói lên suy nghĩ khi làm việc cùng mọi người, cảm xúc khi hoàn thành công việc. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là suy nghĩ của em thì sau chuyến đi chơi chúng mình thì cảm thấy rất là vui vẻ, sảng khoái đúng không? Rất thích thú khi chuyến đi chơi đúng không? Vậy thì để kể lại một hoạt động, trước tiên chúng mình cần phải giới thiệu đúng không? Trong giới thiệu chúng ta cần phải giới thiệu về thời gian, địa điểm, thời gian người tham gia. Tiếp theo chúng mình sẽ kể lại hoạt động diễn biến, tức là chúng mình sẽ kể lại diễn biến các hoạt động và việc đầu tiên chúng mình đến đó là gì, và việc tiếp theo chúng mình làm trong các hoạt động đó là gì, và việc cuối cùng. Và thứ ba nữa chúng mình cần phải kể đó là cảm nghĩ. Thì đây là suy nghĩ của chúng mình cảm thấy như thế nào thì chúng ta sẽ kể ra như thế. Và bây giờ chúng ta có thể dừng video và kể lại một hoạt động chung của gia đình em. Sau đó thầy sẽ đưa lên một số đoạn kể về các hoạt động cho chúng ta tham khảo. Và đây là có hai bài văn cho văn kể lại các hoạt động để chúng ta tham khảo. Bài văn thứ nhất đó là hè năm ngoái. Đây là chúng ta thấy là thời gian đúng không? Cả gia đình em đi tham quan vườn bách thú, địa điểm là vườn bách thú này. Bố lái xe đưa ba mẹ con em đến đó. Việc đầu tiên. Sau khi đổ xe, cả gia đình em cùng nhau đi xem từng loài vật.
Sau đó, bố mẹ em cho em chơi trò đu quay và tàu lượn. Cuối cùng, cả gia đình em cùng ăn bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị. Em thích nhất là được đi tham quan các con vật quý hiếm trong sở thú. Chúng rất đáng yêu và dễ thương. Em vui vì cả gia đình đã có một chuyến đi ý nghĩa. Và qua bài tham khảo này chúng mình thấy thì việc đầu tiên chúng ta thấy là giới thiệu đúng không? Thì có địa điểm này và những người tham gia đúng không? Tiếp theo đó là diễn biến thì chúng ta thấy là việc đầu tiên là bố lái xe đưa ba mẹ con em đến đó. Việc tiếp theo đó là sau khi đổ xe cả gia đình em cùng nhau đi xem từng loài vật. Và việc cuối cùng đó là sau đó bố mẹ em cho em đi chơi đò đu quay. Cuối cùng cả gia đình em cùng ăn bữa trưa mà mẹ em đã chuẩn bị. Và em thích nhất là được đi tham quan các con vật quý hiếm ở sở thú, đó là nói lên cảm nghĩ của bạn ấy, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài văn tham khảo thứ hai. Kể lại một hoạt động của một bạn học sinh. Đó là dịp Tết vừa rồi, cả gia đình em cùng đi chúc Tết họ hàng. Địa điểm đó là cả gia đình cùng đi chúc Tết, đúng không? Thời gian đó là Tết. Sáng mùng 1 Tết, em háo hức thức dậy từ rất sớm, mặc quần áo đẹp rồi cùng bố mẹ qua nhà họ hàng chúc Tết. Việc đầu tiên đúng không? Đầu tiên gia đình em đến nhà bác Vũ, tiếp đến là nhà cô Hoa, cuối cùng gia đình em đến nhà chú Hải. Cả ngày hôm đó em được nhận rất nhiều lì xì từ các bác, các cô, các chú. Em rất thích được đi chúc Tết họ hàng. Ở đây bạn ấy cũng đã kể được việc đầu tiên, việc tiếp theo và việc cuối cùng, đúng không? Đó là đầu tiên gia đình em đến nhà bác Vũ, tiếp theo là đến nhà cô Hoa, cuối cùng gia đình em đến nhà chú Hải. Bạn ấy đã nêu được lên cảm nghĩ của mình, đó là cả ngày hôm đó em được nhận rất nhiều tiền lì xì. Em rất thích được đi chúc Tết họ hàng. Đây là hai bài văn kể lại hoạt động tham gia cùng người thân. Chúng mình có thể tham khảo dựa vào đây, chúng ta có thể là kể các hoạt động khác cho các bạn khác nghe nhé. Và đến với câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ viết 4 5 câu kể lại một việc đã nói ở mục 2 bài tập 2. Ở đây sau khi kể thì chúng mình sẽ viết 4 5 câu kể lại một việc đã nói ở mục 2. Thì chúng ta sẽ kể lại các hoạt động mà chúng mình đã nói ở hoạt động ở bài tập 2, thì chúng ta sẽ kể như sau. Cả gia đình em cùng nhau đi tham quan các con vật quý hiếm ở sở thú. Bố cho em trai em ngồi lên vai, còn mẹ thì dắt tay em. Cả nhà em cùng nhau đi ngắm nhìn hết những vẻ đẹp của các con vật. Em bé rất thích thú, cứ cười tít. Như vậy thì dựa vào hoạt động kể lại ở mục 2, đúng không? Chúng ta có thể viết 4 5 câu như bài văn của thầy đã đưa lên, chúng ta có thể tham khảo. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài luyện viết đoạn kể lại sự việc đã tham gia cùng người thân ở tuần thứ 2 môn tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.